Xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề gì nhỉ? Tôi sẽ nói với bạn về cái dịch vụ gọi là Bitbucket này. Dịch vụ quản lý code online. Và tôi là thạc sĩ Đào Quang Huy và đây là email của tôi. Và trong cái video này tôi sẽ trình bày theo thứ tự. Đầu tiên tôi sẽ nói một chút về các cái hệ quản lý CMS, nghĩa là source code, code management system, source code management system là những cái quản lý, hệ quản lý mã nguồn là những cái gì, hoặc là những cái hệ quản lý các cái phiên bản nhé. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu xem Bitbucket là một cái dịch vụ như thế nào, dịch vụ online như thế nào. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái phần mềm TorchCHG này là cái gì. Rồi tôi sẽ nói về các cái bước tiến hành đăng ký và cài đặt dịch vụ. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi vào cái video làm thao tác cụ thể. Tức là phía trên này tôi sẽ, tất nhiên là có nhiều bạn cũng biết rồi, nhưng mà đấy, tôi cứ hay bị cái này sao nó cứ bắt thế. Tôi làm lại. Xin lỗi nhé, rất là hay bị. Và tiếp tục thôi nhỉ. Và cuối cùng là chúng ta sẽ, tôi sẽ dùng một cái video ở trên YouTube, người ta đã bằng video bằng tiếng Anh, người ta cài đặt cụ thể. Tôi cũng làm tất cả những cái thứ này rồi, nhưng mà tôi không muốn làm lại, bởi vì cái video này tôi thấy rất là dễ theo dõi, và tôi sẽ dịch ra và các bạn sẽ cùng làm theo đó nhé. Thì tôi cũng có thể làm được, nhưng mà nó hơi tốn công hơn và cũng không cần thiết, bởi vì tôi cũng đã cài các cái tài khoản này rồi, cũng khó làm lại. Và bây giờ chúng ta đi tiếp này. Và chúng ta phần đầu là tôi muốn nói qua để các bạn hình dung ra cái vấn đề, tức là chúng ta, cái vấn đề là như thế này, là chúng ta là những cái người viết code phải không, và chúng ta có những cái gọi là những cái project, cho dù nó là lớn hay là nhỏ thì chúng ta cũng thí dụ như là có một cái project làm việc về với phát triển một cái trang web nào đó, đơn giản là như vậy. Có thể các bạn có rất nhiều thứ khác nhau, các bạn có thể làm các cái phần mềm quản lý, các bạn có thể làm trang web, rồi các bạn có thể đấy là những cái phần mềm trên desktop, hoặc là đó là những cái phần mềm web bay vân vân. Thì tóm lại nó là những cái code, các bạn là những cái developer phải không, và chúng ta biết rằng là những cái code thì nó thay đổi từng ngày và chúng ta phát triển nó, và nó có những cái version, các cái phiên bản ngày càng hoàn thiện. Và có thể khi chúng ta làm việc trong một dự án thì có thể là một người làm, nhưng mà cũng có thể chúng ta có một nhóm làm, hoặc là ở những cái công ty lớn thì nó có rất nhiều người làm. Thì cái việc mà quản lý cái code như thế nào và chia sẻ nó như thế nào, và có người nào phát triển nó, rồi người nào thay đổi, mà làm sao mà chúng ta quản lý được cái code đấy, không phải là một chuyện đơn giản nếu mà chúng ta không có những cái công cụ tốt để mà làm. Thì tất cả ở trong những cái dự án cũng như là cái công ty hoặc là những cái dự án chuyên nghiệp thì người ta phải có những cái hệ thống quản lý phiên bản, nó là những cái phần mềm, hệ thống phần mềm nhé. Và hôm nay chúng ta đang nói đến những vấn đề như vậy. Thế đây là cái gì, cái mấy cái dòng này là cái gì, tôi copy ở trong cái trang ấy thôi. Thực ra đây tôi copy ở trên cái Wikipedia về các cái hệ thống quản lý phiên bản, lấy vài chữ để tôi có dễ nói chuyện, nhưng mà thực ra tôi cũng nghĩ là không cần thiết để phải nói theo đúng như thế này. Còn các bạn nếu mà muốn thích thì các bạn có thể đọc kỹ hơn, tôi cũng chẳng đọc cái này mấy. Bởi vì đây là do dịch bằng Google Translate, thành ra là có khi các bạn đọc cũng hơi khó nuốt, cái văn phong này nó khó nuốt. Đấy là nói sơ bộ như vậy nhỉ. Chúng ta có lẽ cũng chỉ cần vậy thôi. Cái quan trọng là chúng ta, cái điều quan trọng nhất là chúng ta nắm được cái khái niệm của nó, và chúng ta cài đặt được và sử dụng được. Và cái video này tôi nói đến cái Bitbucket, nghĩa là một cái dịch vụ quản lý mã nguồn miễn phí ở trên Internet. Và đây là Bitbucket. Và tí nữa thì chúng ta sẽ cùng đến cái trang đấy. Nhưng mà bây giờ tôi nói sơ qua là một dịch vụ lưu trữ mã nguồn đấy, dựa trên web nhé.
cho các dự án sử dụng trong một trong hai thứ, tức là chúng ta dùng những cái phần mềm khác nhau, hoặc là Git hoặc là chúng ta dùng Mercurial. Thì trong bài hôm nay chúng ta sẽ không nói về Git, mà hôm nay chúng ta sẽ nói về Mercurial. Có thể tôi đọc tiếng Anh nó cũng vớ vẩn, nhưng mà các bạn thông cảm nhé. Hệ thống kiểm soát những cái sửa đổi hoặc là những cái phiên bản đấy nhé. Bitbucket cung cấp một cái kế hoạch thương mại và cũng như là có một tài khoản miễn phí, có tức là các bạn thông thường thì những cái dịch vụ này nó có những cái thứ miễn phí, nhưng mà đồng thời nếu mà các bạn muốn hoành tráng hơn hoặc là các bạn làm việc với quy mô lớn hơn thì các bạn có thể chuyển qua cái phần thương mại, cái phần miễn. Chúng ta sẽ nói về những cái chuyện này sau. Miễn phí có được ở cái mức độ nào? Thí dụ miễn phí thì tôi nghĩ là cái tài khoản miễn phí thì chỉ có giới hạn là 5 người sử dụng thôi, tức là có 5 người tham gia phát triển các cái code thôi. Còn những cái project lớn hơn mà nhiều người involve hơn thì chúng ta phải phải đăng ký với cái gói thương mại, và nó cũng có nhiều cái gói này nhá. Nó cung cấp các tài khoản miễn phí với một số lượng không giới hạn các kho tư nhân. Tóm lại là nếu mà chúng ta có một cái tài khoản miễn phí thì chúng ta mở ra rất nhiều kho, bao nhiêu kho code cũng được, thoải mái. Và có thể đến 5 người sử dụng trong trường hợp tài khoản miễn phí đấy. Tính đến tháng 9 năm 2010 thì đây là người ta nói đến năm 2010, nhưng bằng cách mời ba bạn bè của bạn tham gia Bitbucket, bạn có thể đạt được 3 người dùng, cho phép bạn có đến 8 người trong tổng số. Tức là nếu mà bạn giới thiệu thêm ba bạn bè thì bạn có đến 8 người dùng. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này các bạn sẽ tìm hiểu sau, có bạn giới thiệu thêm rồi các bạn nó sẽ ưu đãi thêm. Nhưng mà nói chung là tôi thấy cũng thoải mái. Còn các bạn nếu mà trong trường hợp các bạn làm những cái quy mô lớn hơn thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Chắc là tôi thì cũng mới sử dụng cái này, và tôi cũng sẽ sử dụng cái vấn đề là miễn phí trước, đúng không? Nhà kho riêng không được hiển thị trên các hồ sơ cá nhân, tức là đây đây là những cái kho mà lưu trữ code mà private đấy, tức là nó không chia sẻ, không phải open đâu, tức là chúng ta có thể giữ code nhưng mà vẫn bí mật, chứ không phải là chúng ta bất kỳ ai cũng có thể truy xuất vào code của chúng ta được. Đây là những cái kho gọi là private đấy nhé. Đấy, tóm lại là nhà Bitbucket được viết trong Python rồi sử dụng các cái Django khuôn khổ web gì đó nhé. Nó tương tự như GitHub mà chủ yếu sử dụng cái phần Git, nhưng cái này thì nó có thể sử dụng cả Git rồi cả Mercurial, nghĩa là cái tí nữa chúng ta sẽ nói về những cái phần này, một trong các cái bài đăng gì vân vân vân. Ngoài ngoài ra nó còn tóm lại tôi thấy là cái Bitbucket này nó có cái dịch vụ của nó rất là, thứ nhất là free, và thứ hai là cũng khá thoải mái và dễ dàng. Ok, và chúng ta chuyển qua cái slide phía sau, tìm hiểu về cái Mercurial là cái phần mềm mà chúng ta sẽ dùng ở đây, là cái phần mềm tên nó như này, đọc thì cũng hơi khó đấy, thì tôi cứ gọi là Mercurial cho nó dễ nhỉ. Hoặc là các bạn, nó rất giống với cái SVN mà ở Việt Nam mình thì rất nhiều người dùng cái SVN là cái subversion này nhỉ. Rồi Git thì là một cái thứ hơi khó hơn, hoặc là những cái thứ tương tự nó có thể kể đến là Bazaar. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái gì? Chúng ta sẽ nói về các cái bước cài đặt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến cái trang gọi là Bitbucket đấy, chúng ta sẽ đăng ký tài khoản. Đăng ký rất dễ, và tôi đăng ký sử dụng cái tài khoản Facebook. Sau đó các bạn có thể đặt lại cái mật khẩu cho nó dễ dàng, cho thuận lợi như thế nào đó nhé. Rồi các bạn cài đặt cái phần mềm client. Đây là cái mô hình client client server, thì cái server nó ở trên cái trang web đấy, và chúng ta phải có cài đặt một cái phần mềm ở trong cái máy tính của mình, nó gọi là client mà nó tên là như thế này. Và cuối cùng chúng ta phải khởi tạo một cái kho mã nguồn ở trên server, sau đó thì chúng ta làm cái động tác gọi là clone repository để mà đồng bộ hóa cái kho của mình ở trên server cũng như cái kho ở trong cái máy tính local của mình nhé. Cuối cùng là chúng ta làm những cái thao tác thường xuyên, nghĩa là add và commit, có nghĩa là chúng ta đưa những cái thay đổi lên, đồng bộ hóa nó ở trên ở ở cái kho ở ở
ở local và cái kho ở server. Thì tóm lại chúng ta có những cái bước hình dung như thế, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào làm việc trực tiếp ở trên video, tức là để làm việc với từng bước cài đặt như thế nào, trang web như thế nào, được không ạ? Và cái video này tôi nói là tôi sử dụng một cái video miễn phí bằng tiếng Anh ở trên trên YouTube, và tôi chỉ dịch lại thôi, thành ra là chứ tôi không làm lại những cái này. Thực ra làm lại nó cũng được, nhưng mà thực ra là tôi đã làm một lần rồi, những cái thứ này cài đặt thì cũng không cài lại được, thành ra tôi sẽ dựa trên cái video để và nói, và mong các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ tôi sẽ chuyển qua cái video như sau. Đây là cái video đấy, và tôi sẽ bắt đầu nó từ đầu. Đây cái tiêu đề của video ở trên YouTube đấy nhé, các bạn có thể tìm thấy. Đầu tiên chúng ta tìm đến cái trang web đó. Và tôi giả thiết rằng các bạn đã có một cái tài khoản rồi, nếu mà các bạn chưa có thì các bạn cũng có thể tạo ra một cái tài khoản một cách rất dễ dàng, đăng ký một cái tài khoản rất dễ dàng nhé. Và cái trang này nó cho phép có tối đa 5 người, 5 người tham gia với cái tài khoản miễn phí. Đây là chúng ta làm cái bước gọi là tạo ra một cái repository, tức là một cái kho dữ liệu mới, đặt tên là test nhỉ. Và chúng ta đặt ấn create thôi, bởi vì chúng ta đã có cái tên này rồi, và tôi đặt cái tên khác test 123. Và chúng ta nhìn thấy, chúng ta nhớ là có cái copy cái dòng code này nhé, để mà tí nữa chúng ta clone. Và bây giờ chúng ta tìm cách để download cái phần mềm mà chúng ta gọi là client này nhé, Bitbucket này. Đấy, để chúng ta download và cài đặt cái phần mềm này nhé. Đây, chúng ta đào ở đây. Nếu mà chúng ta dùng Windows 32 bit cũng như là 64 bit, và chúng ta sẽ cài đặt nó, download và cài đặt nó nhé. Tôi đã có cài đặt nó rồi, và tôi sẽ không làm lại nó bởi vì nó rất dễ. Sau khi các bạn cài đặt xong thì các bạn vào cửa sổ lệnh ở trong Windows và các bạn gọi HG thì lập tức nó sẽ ra như thế này. Nhưng mà trong trường hợp mà các bạn nó không chạy được thì các bạn sẽ phải làm cái động tác gọi là đưa cái đường dẫn vào trong cái biến môi trường của Windows như thế này, và chúng ta tìm đến cái path này và chúng ta dán nó vào nhé. Path, và các bạn đưa chấm phẩy vào đây và gõ cái đường dẫn của HG vào đây, được không? HG ấy. Và chúng ta gõ vào. Bình thường thì tức là tôi nói theo cái ý kiến của tôi là tôi làm thì tôi không cần phải làm cái động tác này, nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta chạy cái này không ra thì chúng ta đưa thêm cái đường dẫn này vào cho. Nếu mà các bạn không có một cái biến tên là path thì các bạn cũng có thể tạo nó như này, nhưng mà chắc là thường thường là các bạn sẽ có nó rồi. Và như vậy nhỉ. Và chúng ta thử, nếu mà không được thì chúng ta tức là khởi động lại và máy tính, và chúng ta sẽ làm cái bước này và chúng ta sẽ được cái cửa sổ này nhé. Và bây giờ tôi làm động tác, tôi đến CD Desktop và tôi tạo ra một cái thư mục tên là test 123, tên giống hệt như là cái tên ở trên server ấy nhỉ. Và tôi CD vào đấy, tức là chuyển sang cái thư mục đó nhỉ. Bây giờ các bạn có thể
Đây các bạn lấy cái code lúc nãy chúng ta nhìn thấy đấy. Chúng ta dán ở trên, chúng ta copy ở trên server đấy và chúng ta dán vào đây nhé. Đây ở trên desktop thì chúng ta nhìn thấy cái thư mục này nó còn đang rỗng đúng không nào? Và bây giờ các bạn và bây giờ chúng ta sẽ clone, làm động tác clone nhé. Đây chúng ta gõ copy, các bạn copy nguyên cái dòng code này thôi hoặc là các bạn có thể gõ giống hệt. Và cái dòng này thì nó có thể khác cho với từng người một nhé, nhưng mà các bạn sẽ đối với tài khoản của các bạn sẽ có người ta sẽ cung cấp cho một các bạn một cái dòng code như này, các bạn copy nó vào thôi, còn tôi thì tôi gõ nó lại, gõ cho nó chính xác, còn các bạn có thể copy vào cũng được cho nó dễ. Và khi mà chính xác rồi thì ta gõ enter thôi nhỉ. Và nó sẽ hỏi bạn là cái password. Cái password này chính là cái password của cái tài khoản của bạn. Nếu mà các bạn khai báo cái tài khoản thì nó sẽ yêu cầu có một cái tập password, thì các bạn sẽ gõ cái password đó vào đây và ấn enter. Trong trường hợp này là chúng ta đã thành công này. Còn nếu mà các bạn gõ sai password thì nó sẽ báo lỗi. Và bây giờ đây chúng ta nhìn thấy đó, và các bạn nhìn thấy cái dòng này nhé, chứng tỏ đây nó là một cái kho dữ liệu rồi và nó được đồng bộ hóa với cả ở trên server rồi đấy nhé. Và các bạn vào trong này thì các bạn thấy nó tạo ra cho mình tự động một cái thư mục tên là .hg này này. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới đặt tên là readme nhé. Và chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ đưa mấy dòng chữ vào. Và chúng ta viết cái dòng chữ này vào đó. Và chúng ta lưu luôn lại. Và chúng ta click chuột phải lên trên cái folder này. Và chúng ta phải nhìn thấy cái context menu này nhé. Và chúng ta ấn vào cái add file này. Với mỗi mỗi lần mà ở trong cái thư mục này mà chúng ta đưa thêm file hoặc là đưa thêm thư mục vào trong cái thư mục này thì chúng ta phải dùng cái động tác add này. Add này để thông báo cho trên server biết là chúng ta có những cái file hoặc là thư mục mới. Đây là cái file mới này, chúng ta sẽ click vào đây nhé. Và chúng ta ấn vào add. Và bây giờ chúng ta sau khi add xong thì chúng ta sẽ dùng cái động tác gọi là commit. Đây cái có chữ A này có nghĩa là nó đã được add rồi và bây giờ và bây giờ bên này thì chúng ta ghi vào những cái thứ mà chúng ta lưu 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 ý cho mình nhé, tức là first commit chẳng hạn để lần sau chúng ta biết đấy là cái động tác gì. Và chúng ta bây giờ vào workbench. Và chúng ta nhìn thấy workbench này. Và chúng ta nhìn thấy cái button này, tức là cái nút này nhé. Push. Và bây giờ chúng ta ấn cái nút này để push lên server. Đây nó hỏi là nếu mà có muốn push lên không thì chúng ta ấn yes. Và nó lại hỏi password nhé. Ok. Và nó bắt đầu nó đưa cái file này đưa lên trên server nhé, upload lên server.
Bây giờ các bạn lên cái trang web đấy và các bạn ấn vào cái source này thì các bạn nhìn thấy ở trên trên server nó cũng có cái file readme như này. Và nó nói là mới được đưa lên trong 1 phút. Và cái message của mình là first commit. Và chúng ta ấn vào thì chúng ta đọc được cái nội dung của cái file này nhé. Và như vậy tôi đã hoàn thành cái video giới thiệu với các bạn về cách sử dụng Bitbucket khai báo tài khoản như thế nào. Và có lẽ là tôi nghĩ là các bạn đã biết một chút về cái cách sử dụng cái dịch vụ Bitbucket này, và các bạn phải tìm hiểu thêm một chút về những cái hệ thế nào là hệ quản lý version, thế nào là commit, thế nào là check out và thế nào là add nhỉ. Và tôi xin chúc các bạn thành công với các cái việc coding của mình. Ok, và hẹn gặp lại trong những cái video tới.